phải nói rằng là dù là rất là khó khăn, nhưng mà nếu ai ở trong vị trí của tôi là cảm thấy hạnh phúc. Lý do mình đã trải qua một ca mổ cực kỳ khó khăn vào thời điểm khó khăn nhất của đất nước lúc đang bị cấm vận. Đến cái chỉ khâu cũng không có, kháng sinh cũng không có, thuốc sát trùng da cũng không khó, cũng không có. Thế mà chúng ta với chỉ sự giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản về phương tiện và các dụng cụ mà chúng ta đã thành công một ca cực kỳ khó. Khó không phải đối với chúng ta mà còn khó với thế giới. Cho nên không ngạc nhiên khi mà sau khi mổ xong, ca mổ đã được ghi vào từ điển Guinness của thế giới. Và đến giờ này cũng chưa có ai phá kỷ lục về cái số giờ mổ lúc đó của chúng tôi là, và là ca mổ đầu tiên thế giới mà một cháu bé đã bị bại não, mà bại não đối với phẫu thuật lâu như Việt Đức là trong lịch sử chưa ai làm. Sau khi chúng ta làm xong thì chính người Mỹ mới bắt chước làm hai ca tiếp theo. Thì đối với ca này thì có cái tiện lợi hơn. Tiện lợi trước nhất là các anh chị đã thấy đây là một bệnh viện rất hiện đại, đạt mức của thế giới và trang bị cũng rất hiện đại, cũng đúng tầm mức thế giới, không có khó khăn như 32 năm trước. Đó là cái điều khác biệt. Và tôi có cái hạnh phúc là trong 32 năm qua tham gia vào hai ca mổ thuộc loại khó và hiếm. Bởi vì như ca mổ Việt Đức là bụng chậu có 3 chân, còn cái này bụng chậu có 4 chân. Thì nó cũng là một cái loại đó, loại thuộc loại 6% trong số các ca mà song sinh với nhau của thế giới. Thì được chứng kiến một sự kiện, tức là sự tiến bộ vượt bậc của chúng ta về mọi mặt, đặc biệt là trang bị của ngành y tế chúng ta một trời một vực. Những đồ mà chúng tôi được viện trợ từ nhân dân Nhật Bản, chứ lúc đó chính phủ Nhật cũng đang cấm vận chúng ta, thì bây giờ chúng ta có đủ và còn tốt hơn nữa như ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố này. Đó là một cái hạnh phúc được chứng kiến nha. Rồi cái hạnh phúc thứ hai của tôi là được tham gia, trước đây thì đích thân tôi là trưởng kiếp mổ và kiêm phẫu thuật viên chính, thì bây giờ các đệ tử của tôi đã rất là vững vàng. Phần lớn trong ca mổ đều là đàn em hoặc là học trò của tôi. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định là học trò, bây giờ là trưởng kiếp mổ này. Đó là một điều hạnh phúc không phải ai cũng có được, phải không? Mà mình vẫn đủ sức khỏe để làm cố vấn từ sáng đến giờ, cũng chả thấy gì là mỏi mệt. Vì cái một là mình giữ sức khỏe tốt, hai là cái sự hào hứng của sự tham gia vào những ca mổ này, những cháu cứu, những cháu bé như thế này, không phải ai cũng có được cái niềm hạnh phúc. Bởi vì người ta nói câu này, không ai có được cái hạnh phúc là cứu được các cháu bé thập tử nhất sinh. Không có phẫu thuật viên nào có được cái hạnh phúc như thế. Cái khó khăn nhất ở cái ca phẫu thuật này là gì hả bác? Không, cái ca phẫu thuật này thực ra thì cái khó là nó dính dạng bụng chậu bốn chân, vì tất cả những cháu bụng chậu thì nó đều hở cái xương mu, và cái chuyện đóng lại cái xương mu để cho các cơ quan nó mới nằm đúng vị trí nó được, thì khó khăn bây giờ đang ở cái thì đó, đang làm cái thì đó. Nếu đóng và anh em đã đục xương được một nửa rồi, tôi mới bác sĩ Nguyễn Trần Nam mới bắt cóc tôi xuống đây được, tại vì đã đục một nửa, còn nửa nữa. Nếu đóng được cái xương chậu lại thì tất cả cơ quan sẽ nằm đúng vị trí và các cháu rất có hy vọng là sống bình thường, đứng lên đi lại được. Còn cháu Đức hồi trước
cháu Việt Đức là chỉ có 3 chân, thực ra là 2 chân bình thường với một cái chân phụ rất là ngắn. Thế mà cháu, tôi lấy cái chân phụ làm cái vạt vừa da vừa cơ để kéo cái chân của cháu cũng 90 độ như này, kéo thẳng ra mà cháu đứng dậy đi lại rồi có vợ có con, đó là điều cũng chưa có của quốc tế. Thì bây giờ mấy cháu này thì cái khép được cái vùng chậu thì nó sẽ đứng lên đi lại được. Còn gì nữa? Dạ, cũng cảm ơn chúng. Tôi làm nhiệm vụ là nhiệm vụ vừa với ngành y tế vừa với nhân dân cả nước, và các bạn chính là những người truyền thông và cả thế giới họ đều làm như vậy. Tôi cũng làm vì bởi tôi là thành viên của hiệp hội các phẫu thuật viên tách dính của thế giới mà, thì làm cái gì đúng với thế giới chỉ đến lúc làm mới nói mà không có nói trước. Còn kết quả chút nữa để trường ký mổ hiện nay là sau khi mổ xong á là tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc bệnh viện sẽ trả lời các bạn nha.